Bạn Tôm và Bống xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay bạn Tôm được bố bạn Tôm mua cho 3 quả trứng khủng long liền. Đấy, 3 quả trứng khủng long liền nhá. Sau đây là bạn Tôm sẽ cho các bạn xem nhá. Quả đầu tiên là quả này quả gì con? Màu hồng pink à? Quả thứ hai là quả gì? Màu xanh green à? Quả thứ ba là màu gì? Màu cam oren. Ok, có 3 quả liền đúng không? Có đếm 1, 2, 3 không à? 3 quả trứng khủng long đúng không? Sau đây bạn Tôm sẽ bóc từng quả một nhá. Đầu tiên là bóc quả màu hồng pink. Ok, bóc đi, con bóc đi. Đây, có cái nút bóc đây. Để anh Tôm bóc quả màu hồng pink nhá. Ok, anh chàng Tôm bóc nào. Ui giời đấy, anh Tôm đang bóc đây nhá. Ai giời, anh Tôm đang bóc đấy. Xong chưa? Chuẩn bị chưa? Đập qua nào, đập nào. Ô, trong có cái gì đây? Nhặt lên, nhặt lên, nhặt lên. Con nhặt lên bàn đi. Trong có cái gì nào? Kẹo. Kẹo à? Nhặt lên bàn đúng không? Có đồng hồ à? À, một chiếc đồng hồ. Ồ, một chiếc đồng hồ. Con nhặt hết kẹo lên bàn đi. Nhặt hết kẹo lên bàn không sao. Để tí anh Tôm bóc ra nào. Tiếp, một bóc quả thứ hai nhá. Quả thứ hai là quả màu xanh, green nào. À, quả này có cái cù này, có cái cù và có cái đồng hồ nhá. Đấy, trong quả có đồng hồ đấy. Đây là một quả màu hồng các bạn vừa bóc nhá. Ồ, màu hồng pink vừa bóc quả thứ hai nha mà. Quả thứ hai đi. Con cạy quả thứ hai xem nào. Quả thứ hai là quả màu xanh green. Ok. Bóc chưa? Con đến bàn bóc, con đến bàn bóc đi, con đến bàn bóc. Đến bàn. Tôm, đến bàn bóc. À, đang bóc rồi, đang bóc rồi. Rồi. Ok, đã xong quả thứ hai, con đến bàn đập. Đến bàn, hẽ đập thôi, hẽ thôi. À, trong có cái gì nào? Đâu? Ô, một con khủng long màu xanh green. Một con khủng long luôn. Một con khủng long mới rất nhiều kẹo luôn các bạn ạ. Rất nhiều kẹo luôn, đấy. Rất nhiều kẹo luôn. Một con khủng long này các bạn này, một con khủng long nhá. Đấy, một con khủng long màu xanh. Đấy. Tiếp quả thứ ba xem nào. Trong này có gì đây? Bạn Tôm đang bóc đây. Đấy. Màu cam orange. Rồi, tiếp xong quả thứ ba này có cái gì ở trong đây? Wow nào. Xem nào, xem để anh Tôm bóc nào em ạ. Ô, con có gì nào? Lại có một chiếc đồng hồ màu hồng. Và con ếch à? À, một con ếch nữa. À, con khủng long màu hồng nữa. Úi giời, cái này có 3 cái luôn. Đâu, con khủng long màu hồng đâu? Xem nào. Đây, con khủng long màu hồng đây. Đấy. Rất nhiều kẹo nha các bạn nhá. Rất nhiều kẹo luôn. Rồi, kẹo rất nhiều luôn các bạn nhá. 3 quả trứng khủng long nó được bóc nhá. Đấy, 3 quả trứng khủng long nó bóc rất nhiều kẹo luôn. Đấy. Quả anh cái màu hồng cho em màu vàng nhá. Đấy, kẹo này. Ô, đây có quả bóng gì nhá. Trong đây có quả bóng. À, trong nó có quả bóng à. Vào. Rồi. Rất nhiều kẹo luôn các bạn nhá. Đây là kẹo nha, kẹo mềm các bạn nhá. Rất nhiều kẹo luôn, đấy. Trong như quả trứng khủng long có rất nhiều kẹo nhá. Và có đồ chơi các bạn nhá. Đấy, bố sẽ bóc ra nhá. Xem là nó nhảy không nhá. Đấy, đây con này. Đấy. Đồng hồ đeo vào tay nhá, tí đeo vào tay nhá, con khủng long này này. Đấy, con khủng long này. Đấy. 3 quả trứng khủng long đã được bạn Tôm bóc nhá. À, giờ đây các bạn đã chuẩn bị ăn kẹo. Đấy. Bạn Tôm ăn nhiều kẹo nhưng rất là sún răng nhá. Đấy. Bạn Tôm sún này, gọi là bạn Tôm sún. Ừ. Ngon. Ừ, ngon không? Ừ. Mong này. Rồi, ok, để bố bóc con nhá. Đấy, đồng hồ tí con đeo vào tay nhá. Rồi. Sao con ếch, con ếch. Con ếch, ok con ếch. Con ếch này. À, kẹo của con này. Con đấy, con lắp lại hết 3 quả này đi. Cho vào hết, cho hết kẹo trong quả này đi. Cho vào đi, không mà con nắp vào. Cho vào lại nắp vào hết. Đấy, cho vào lại nắp vào cất đi. Con ăn dần nhá. Cất kẹo đi ăn dần nha chưa. Ăn một kẹo rồi, ăn một kẹo rồi. Cho hết nào con nắp vào, con lại nắp vào nhá.
rất nhiều kẹo luôn các bạn nhá. Đấy, ba quả trứng khủng long liền, bên ôi, trong có rất nhiều kẹo. Chẳng biết rồi. Ờ không sao, cái đấy nó ướt ở ngoài đâu. Đấy, con cho cất đi nhá. Đấy, con đại vào, đấy, lại đại vào. Đấy, lại đại vào đấy nhá, cất đi, lại cất đi. Đấy. Cái nắp hết hai quả kia vào nữa. Cái nắp hai quả kia vào nữa, nắp vào. Ơ, có một cục kẹo nhỉ? Ờ, con cho vào cái màu hồng cơ. Màu hồng pink. Không sao. Rồi. Rồi, bà Tôm và Bống xin chào tất cả các bạn nhá. Hẹn gặp lại video khác nhá. Xin chào các bạn nhá. À, xin chào các bạn nào. Bye bye nào. Xin chào các bạn nào. Tôm Bống bye bye. Xin chào các bạn. Hẹn lại video khác nhá. Xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh nhá. Để xem những video mới nhất của bạn Tôm và Bống nhá. Vâng. Xin chào các bạn.